Hân hoan chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với kênh tin tức của 7 News. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những tin tức mới nhất mà chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Y án tử hình ác nhân đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất. Người dân căng bạt che cho bác sĩ cứu người bị nạn dưới cái nắng 40 độ. Yêu cầu đeo khẩu trang trong trường học tại thành phố Hồ Chí Minh. Phẫn nộ tài xế đậu xe ngay giữa đường để ngắm cảnh hoang dại. Trong một lần vi vu trên đường ở Thái Nguyên, tài xế ô tô có gắn camera hành trình đã bắt gặp cảnh tượng rất đỗi ngại ngùng. Sau đó anh vẫn quyết đăng tải vụ việc lên TikTok cá nhân để mọi người cùng ngại. Anh cho biết khi đang di chuyển thì phát hiện phía trước có một ô tô đang đổ lại ngay giữa đường. Nghĩ là xe gặp vấn đề gì đó khẩn cấp, anh đã tăng ga chạy đến định giúp đỡ. Không ngờ khi nhìn đến cận cảnh, thực tế đã khác xa so với tưởng tượng của anh. Hóa ra, chiếc xe dừng lại để hai người đàn ông gửi tình yêu vào đất. Một người được nhìn thấy đã giải quyết xong nỗi buồn và quay lại xe. Người kia vẫn còn đang tận hưởng cảm giác ngắm cảnh hoang dại. Đoạn clip sau khi đăng tải đã hứng phải rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Họ bên bán xe ô tô đấy phải trưng ra giữa đường cho khách biết là Innova là xe du lịch. Mắt gì thì cũng nhìn được, nhưng mắt cái đấy sao mà nhịn, thôi thông cảm, nhưng khoảng đầu xe hơi hàm hồ. Đợi tấp vào lề thì ra quần mất, mắc là phải dừng ngay và luôn. Người dân căng bạt che cho bác sĩ cứu người bị nạn dưới cái nắng 40 độ. Trưa ngày 19 tháng 4 xảy ra vụ tai nạn giữa hai chiếc xe máy trên đường Trường Chinh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Một người đàn ông đi xe máy bị thương tích nặng nằm trên mặt đường. Thời điểm này là 13 giờ trưa, dưới cái nắng 40 độ, mặt đường phả nóng liên hồi. Thấy nạn nhân nằm dưới mặt đường nắng nóng trong tình trạng thương tích nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nhiều người dân đã đứng ra giữa nắng nóng thay phiên nhau căng bạt che cho nạn nhân và bác sĩ trong lúc đang sơ cứu. Mọi người cũng giúp các bác sĩ đưa nạn nhân lên xe cấp cứu. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lên cơn đau tim, tài xế xe ba bánh tông cảnh sát văng xuống đường. Sự việc được ghi lại tại một ngã tư ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Trong clip, một chiếc xe ba bánh đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất kiểm soát rồi tông trúng một sĩ quan cảnh sát. Cú tông mạnh khiến nam cảnh sát văng xuống đường. Chiếc xe sau đó tông vào lan can rồi dừng lại. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm là do tài xế 58 tuổi bất ngờ bị lên cơn đau tim. Theo truyền thông địa phương, người đàn ông đang trên đường đến bệnh viện thì xảy ra sự việc. Dưới đoạn clip, nhiều người xem đã để lại bình luận. Sao ông ấy không dừng lại và nhờ sự giúp đỡ hoặc gọi điện? Tội anh cảnh sát, đứng không cũng dính đòn. Có vẻ như anh cảnh sát đã đứng dậy được, hy vọng là không sao, chứ không ông chủ kia cũng đền ốm. Y án tử hình ác nhân đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, tử hình về tội giết người và tội cố ý gây thương tích. Theo bản án sơ thẩm năm 2012, chị Nguyễn Thị Luyến, sinh năm 1995, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, kết hôn với anh Đỗ Hữu Trung, sinh năm 1984 và có 3 người con chung. Trong đó có cháu A, sinh năm 2018. Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên thời gian sau hai người ly hôn, anh Trung nuôi hai cháu, còn chị Luyến nuôi cháu A. Sau khi ly hôn, chị Luyến làm việc tại xưởng mộc nhà anh Nguyễn Hữu Thắng, sinh năm 1973. Trong thời gian này, chị Luyến có quan hệ quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên, là người đang làm việc tại xưởng mộc ở gần đó. Từ tháng 9 năm 2021 đến ngày 17 tháng 1 năm 2022, chị Luyến đưa cháu A đến thuê phòng trọ ở cùng Huyên để chung sống như vợ chồng. Hằng ngày, Huyên và chị Luyến đi làm thuê tại xưởng gỗ và gửi cháu A tại một nhà gần đó để thuê trông giúp. Quá trình chung sống cùng mẹ con chị Luyến, Huyên thấy cháu A có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và giết cháu A để không phải nuôi dưỡng, không để cháu A làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và Luyến.
từ giữa tháng 9 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Tại phòng trọ, Nguyễn Trung Huyên đã nhiều lần thực hiện các hành vi man rợ đối với cháu N.A. Đỉnh điểm là cuộc tra tấn sáng ngày 17 tháng 1 năm 2022. Huyên đã tìm cách đóng liên tiếp 10 chiếc đinh nhỏ, dài khoảng 2,1cm, vào xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu. Bé A bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Hà Nội, và đã không qua khỏi. Yêu cầu đeo khẩu trang trong trường học tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 19 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản khẩn về việc tăng cường phòng chống COVID-19, yêu cầu các giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong trường học. Theo đó, Sở yêu cầu các nhà trường chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Sở đề nghị các nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm quy định 2K, khẩu trang và khử khuẩn. Ngoài ra, các đơn vị giáo dục cần tầm soát các trường hợp nghi ngờ, không được chủ quan lơ là, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh còn yêu cầu các nhà trường kiểm tra, rà soát biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị, tiếp tục phối hợp với ngành y tế trong công tác rà soát tiêm vaccine đối với học sinh, thực hiện truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh. Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Trừ Xuân Dũng bị cáo buộc 7 lần nhận hối lộ. Ngày 19 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Bộ Ngoại giao và một số bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 54 bị can ra trước Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về các tội danh trên. Cáo trạng cho biết, trong số 54 bị can, ông Trừ Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng. Cụ thể, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, ông Dũng được phân công làm trưởng ban, phó trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Dũng có trách nhiệm, quyền hạn duyệt, ký chủ trương cách ly trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, ông Dũng đã ký 66 văn bản đồng ý cho 16 công ty được đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong số 16 công ty được ông Dũng ký duyệt, kết quả điều tra xác định, ông Dũng đã nhận tiền của 2 cá nhân để duyệt ký đồng ý cấp phép cho 4 công ty được đưa công dân về cách ly trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cáo trạng kết luận, từ ngày 16 tháng 6, 2021 đến tháng 10, 2021, Trừ Xuân Dũng đã nhận hối lộ 7 lần, tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng của 2 cá nhân để duyệt cấp phép cách ly trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bị can Trừ Xuân Dũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ra trước Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội nhận hối lộ. Chiếc bếp ga dùng 28 năm vẫn sáng loáng như gương, gây bão mạng xã hội. Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao trước những vật dụng trong nhà do một cô gái đăng tải trên mạng xã hội. Cô cho biết, đi loanh quanh trong nhà thì phát hiện ra rất nhiều món đồ thâm niên nhưng vẫn còn bóng loáng, hoạt động tốt. Chẳng hạn như cái bếp ga đã dùng 28 năm nhưng vẫn còn bóng loáng, không chút cáu bẩn hay reset của thời gian. Chiếc chản bát 37 năm vẫn còn mới toanh, thậm chí đến cái thảm chủ chân đã dùng 18 năm nhưng rất sạch sẽ và bền. Tất cả là nhờ một tay mẹ cô gìn giữ. Thật sự cái câu của bền tại người, nó hoàn toàn đúng các cậu ạ. Nay buồn buồn đi loanh quanh trong nhà mới phát hiện ra rất nhiều đồ đạc có thâm niên, hoạt động được rất lâu rồi mà vẫn còn bóng loáng, chạy tốt, lớp sơn bền bỉ. Tất cả nhờ một tay mẹ mình dùng cẩn thận hết sức luôn. Cái bếp ga 28 năm giúp mẹ nấu những bữa cơm ngon tuyệt cho gia đình đến nay vẫn bóng loáng, không một chút cáu bẩn hay reset của thời gian, giờ chắc mang đi bán vẫn được mất. Cái nồi cơm điện mẹ mua năm 1997 vẫn dùng ngon ư, không hiểu sao nồi này nấu cơm ngon lắm nhé. Cái chặn bếp, tủ xếp chén bát, tủ quần áo đều có thâm niên 36, 37 năm, do hồi ấy ba mẹ ra riêng nên đóng. Mấy chiếc ghế năm 1994, 1995 và mấy chiếc thảm năm 2005, 2007 nữa, cô nàng viết. Bài viết sau khi đăng tải đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội.
đa số mọi người đều khen mẹ cô nàng là một người sạch sẽ, cẩn thận, nên đồ đạc trong nhà mới bị thời gian lãng quên như vậy. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lo lắng thay cho em dâu tương lai của cô. Choáng váng với cây xanh cảnh được định giá 28 tỷ đồng. Những ai yêu thích cây cảnh chắc hẳn còn nhớ vụ chuyển nhượng cây cảnh khủng Tiên Lão Giáng Trần vào giữa tháng 6 năm 2020. Cụ thể, ông Phan Văn Toàn, biệt danh Toàn Đô La, trú tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ, đã bỏ ra 28 tỷ đồng mua cây xanh Tiên Lão Giáng Trần từ ông Nguyễn Văn Chí ở Thường Tín, thành phố Hà Nội. Vào thời điểm đó, vụ chuyển nhượng cây cảnh này đã gây chấn động cả làng cây cảnh Việt Nam bởi giao dịch quá khủng cũng như tên tuổi của những người tham gia vụ chuyển nhượng này. Thời gian vừa qua, tác phẩm đã được đem đi một số triển lãm là điều khiến cho giới chơi cây mê mẩn bởi đây là một báu vật hiếm có trong làng cây cảnh Việt Nam. Được biết, cây Tiên Lão Giáng Trần có nguồn gốc là ngọn của một cây xanh khác, được ông Mười cắt ra và chăm sóc trong khoảng hơn 10 năm. Cây xanh này cao khoảng gần 2 mét, đặt trong chậu dài 1,5 mét, cho ra bộ rễ rất đẹp. Những khối cục mốc trắng càng làm tăng thêm độ đẹp của cây mà không có công nghệ nào có thể làm ra được. Chỉ có cây tuổi đời lâu năm mới có. Phần gốc của cây Tiên Lão Giáng Trần đang trong quá trình hoàn thiện bong bán, được chủ nhân đặt cái tên Thiên Địa Nhân Tụ Hợp. Trong vườn của ông Toàn có gần 500 cây, trong đó 30 cây là thương hiệu, 18 cây được trao bằng di sản văn hóa của nhà nước. Khu vườn của ông Toàn còn được trao bằng chứng nhận Bảo tàng cây cảnh nghệ thuật di sản duy nhất tại Việt Nam cho đến nay và được bầu chọn là một trong 10 khu vườn đẹp nhất trên thế giới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!